11 giờ 39 phút đêm hai vợ chồng đang nằm ôm nhau, tự nhiên vợ em đòi đi Côn Đảo. Thế là em đặt vé máy bay ngay lập tức trong đêm để mai hai vợ chồng còn kịp đi. Rồi xách cái đít dậy sửa soạn đồ. Trộm vía là vợ em cũng là một người nữ công gia chánh nên là không bao giờ biết xếp đồ cả, toàn một mình em xếp cho hai vợ chồng thôi. Đi lễ cô có 2 ngày 1 đêm mà mang tương đây cái đầm là trời ơi là hiểu lầm nha, là fashion week nha. Ngoài quần áo ra thì đây là những cái thứ nếu không mang theo chắc không sống nổi luôn ấy. Sữa rửa mặt La Roche-Posay nè. Serum Skin 1004, một chai toner của Qside Mini Dương rất thích mang theo tại vì nó gọn ấy. Là kem đánh răng Mavis, nhiều khi đi khách sạn 5 sao nhưng mà kem đánh răng là chưa chắc 5 sao nha. Dương xài là Dương bị dính tới giờ luôn, không xài được loại kem đánh răng khác. Chuyến đi lần này khá là ngắn, có 2 ngày 1 đêm thôi, chủ yếu là để lễ cô 6 và hai vợ chồng có 1 ngày để nghỉ ngơi buông bỏ công việc rồi về lại lao đầu vào chuẩn bị cho cái phiên livestream ngày 5 tháng 11 mega sale sinh nhật của Dương rồi. Dương sẽ live 12 tiếng đồng hồ liên tục và có tận 60 brand tham gia nên là tranh thủ nghỉ ngơi tí xíu. Mới đi một cái là đã nhớ công chúa của tôi liền rồi. Mẹ tôi bảo là hai vợ chồng lỡ đi kêu mai về nên bây giờ nó cứ khóc nó không chịu ngủ. Mà giờ tôi mới biết là mọi người kêu là nếu mà đi đâu xa con á thì không được nói ngày về để con nó trông nó khóc. Mấy cái gì? Ai bắt nạt, ai bắt nạt, mình nói nghe coi.